cô chạy đến tận đây để tiếp tục khiếu nại. Tôi nhớ là hôm nay trên công ty cô nhiều lời lắm à? Bây giờ lại không nói gì à? Anh đừng can thiệp vào việc không liên quan đến mình. Thưa cô, tôi là người chịu trách nhiệm trong cuộc thi này. Và ngày hôm nay tôi đã trả lời cô rất rõ ràng rồi. Nhưng cô vẫn đến đây để tiếp tục làm phiền đến chủ tịch. Như vậy thì là có liên quan hay không? Thì tôi đang ở ngoài đường chứ không phải ở công ty của anh. Mà anh cũng không phải là sếp của tôi. Thế thì anh có quyền gì ngăn cản tôi? Thái độ của cô như vậy càng khiến tôi cảm thấy là quyết định của hội đồng đã loại cô ra khỏi cuộc thi là sáng suốt. Em không thích cái cách anh gán ghép thằng Hiệp với cái Giang nhà mình đâu. Anh làm như vậy, thằng Hiệp đã tưởng mình câu kéo nó cho cái Giang. Mà cái Giang thì... Ô hay, tại sao em cứ suy diễn lung tung thế nhỉ? Hai đứa nó sống với nhau từ bé, khác gì ruột thịt đâu. Chính vì vậy em càng không muốn hai đứa nó vượt quá tình anh em. Anh giúp đỡ cho nó một tương lai, như vậy là đủ lắm rồi. Mà anh đã làm gì đâu mà em cứ bảo gán ghép. Lại có vụ mới à? Không, nhưng có thể tôi sẽ ngừng hy vọng vào sự hỗ trợ của tập đoàn đấy. Tốt, quá sáng suốt, chúc mừng bà. Mà thế nào hôm nay lại gặp bà ở đây nhỉ? Thì tôi cũng có chiến dịch thăng hạn nhan sắc của ông chứ sao. Có thể vũ trụ đang mách bảo tôi nên dừng lại đúng lúc. Thế nên ông không cần phải lo cho tôi. Ok, chốt luôn. Ừ, chốt gì? Thì chốt kệ bà. Nếu đợt tới khách hàng của tôi thanh toán tiền xong, bà cứ nhất quyết phải làm cái chuồng vệ sinh đấy ấy, tôi sẽ đưa hết tiền cho bà. Có rất nhiều yếu tố tác động đến công việc sáng tạo, dần dần em cũng sẽ hiểu thôi. À, có cái này bố bảo em đưa cho anh này. Cái gì vậy? Đây là bản thiết kế vườn vệ sinh của cái bạn lên công ty khiếu nại ấy. Em mượn bố về xem tham khảo, nhưng mà hình như nhầm file anh. Nhầm file á? Ừ. Bên trong này là thiết kế biển hiệu vườn ươm cây cảnh gì đó. Trông bạn ý cũng kỳ vọng, thế mà lại bị nhầm.